Vừa mới đầu năm 2017, Sơn Tùng đã liên tiếp tung ra hàng loạt những sản phẩm đậm dấu ấn cá nhân kèm thông điệp ẩn ý dành cho Sky, FC của nam ca sĩ. Đơn cử như MV Nơi Này Có Anh là một sản phẩm vừa ra mắt vào dịp Valentine đã đạt được hơn 13 triệu lượt xem chỉ sau hơn một ngày ra mắt. Đây cũng chính là món quà vô cùng ý nghĩa mà nam ca sĩ dành tặng cho fan khi ở cuối đoạn clip, quả kinh khí cầu cùng dòng chữ Sky đã nói lên tất cả tình cảm mà Sơn Tùng muốn nhắn nhủ. Từ khi bắt đầu tạo được sự chú ý qua các ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua, Sơn Tùng MTP đã luôn là cái tên tạo sức hút trên mọi phương diện. Và càng ngày, anh càng chứng minh được một điều rằng Sơn Tùng nổi tiếng là nhờ tài năng, không phải vì fan đông và có nhan sắc. Theo dõi những sản phẩm âm nhạc gần đây của anh, có thể thấy lượng anti-fan của nam ca sĩ đã giảm đi đáng kể và không còn những scandal hoài nghi về tài năng âm nhạc của Sơn Tùng. Nam ca sĩ từng chia sẻ rằng, tất cả những thành công mà anh có được như ngày hôm nay chính là nhờ vào tình cảm của Sky, những bạn trẻ luôn ở bên cạnh tin tưởng, yêu thương và hết lòng cổ vũ cho Sơn Tùng. Nam ca sĩ cho biết, khi nghe các bạn nói, anh chính là thanh xuân của em, Tùng rất cảm động và Tùng nghĩ mình cần phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với tình cảm của các bạn. Mới đây, Sơn Tùng đã tụ họp 500 anh em Sky, thậm chí cả cô bạn Suni Hạ Linh để cùng quay đoạn clip ngắn đặc biệt dành tặng riêng cho người hâm mộ. Có thể thấy, Sơn Tùng MTP yêu chiều cộng đồng Sky của mình như thế nào. Trong loạt ảnh mới nhất của Sơn Tùng, các fan không khỏi phì cười với độ dí dỏm của giọng ca gốc Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.